Theo tin từ Công an quận Ba Đình, Hà Nội, nhiều người trong một gia đình đã thoát nạn trong vụ cháy nhà dân xảy ra sáng ngày 17 tháng 5 tại phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc. Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo nhà 44, ngõ 125 phố Vĩnh Phúc xảy ra cháy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng của quận đã có mặt, tiến hành chữa cháy. Đến 5 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 3 người lớn cùng 2 cháu nhỏ. Căn nhà được sử dụng kết hợp giữa ở và kinh doanh quần áo. Sau khi phát hiện cháy, một người trong nhà đã đưa các thành viên trong gia đình lên tầng 3, rồi trèo qua ban công để sang nhà hàng xóm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy có thể do chập điện. Sáng ngày 17 tháng 5, Văn phòng Quản lý đường bộ 3 cho biết, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, khiến 3 người bị thương. Trước đó khoảng 22 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5, xe tải 47H00171 khi lưu thông đến km 1375+420 thuộc địa phận thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thì lật nghiêng qua trái nằm trên làn đường theo hướng xe chạy. Xe tải tông vào hộ lan mềm khiến bị lật nghiêng, biến dạng phần đầu, 3 người bị mắc kẹt trên cabin. Thấy có tai nạn, các phương tiện gần đó cùng người dân địa phương báo lực lượng chức năng và đã cứu thành công 3 người bị nạn trên. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tình trạng mặt đường khô ráo, đoạn đường cong, độ dốc dọc khoảng 10%, nằm ngoài khu đông dân cư, có hệ thống biển báo hiệu, an toàn giao thông phát huy tác dụng. Tổng cục Hải quan thông tin, tình hình mua bán, vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Cụ thể, đầu tháng 5, từ nguồn thông tin BC04 Công an thành phố Hà Nội, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra, công an thu giữ gần 20kg ma túy, gồm hơn 14,6kg ma túy tổng hợp MDMA và gần 5,3kg ketamine, số tang vật được các đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc của các lon bia. Ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng xuất khẩu đi Nhật Bản gồm 4 kiện thì phát hiện thu giữ hơn 1,37kg ketamine, toàn bộ số tang vật được cất giấu tinh vi dưới đáy các hộp kem dưỡng da. Tiếp đó, ngày 11 tháng 5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài soi chiếu lô hàng từ Cộng hòa Séc về Việt Nam, gồm 3 kiện, phát hiện hơn 8kg ma túy MDMA. Toàn bộ số tang vật được cất giấu trong các hộp sốt mayonnaise và trà trộn với các loại hàng hóa khác. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có 14 nhà ga và 1 depot, ga cuối kim nơi bảo hành, sửa chữa. Trong đó, ga Văn Thánh có bãi đậu xe dành cho xe buýt rộng 1.596m2 và một bãi đậu xe cá nhân rộng 770m2. Ga Thảo Điền có một nhà chờ, một bãi đậu xe cá nhân với diện tích khoảng 1.000m2. Ga Rạch Chiếc có bãi đậu xe cá nhân với diện tích khoảng 1.500m2 xây trên dải đất ven xa lộ Hà Nội. Ga Phước Long có bãi đậu xe cá nhân với diện tích 1.000m2. Ga Bình Thái làm bãi đậu cho xe buýt tại khu đất trống giữa xa lộ Hà Nội và đường song hành rộng khoảng 3.000m2 và bãi đậu xe cá nhân với diện tích 1.000m2. Sau gần 1,5 năm đưa vào khai thác, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông Hà Nội hiện đang có lưu lượng hành khách khoảng trên dưới 32.000 lượt một ngày, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chị Hoàng Anh, ngụ 130 Hoàng Hoa Thám, quận Hà Đông, cho biết trước đây chị đi bằng xe máy từ Hà Đông đến đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm để làm việc, thường phải đối diện với tình trạng ùn tắc trên trục đường Nguyễn Trãi và mất ít nhất 1 giờ cho quãng đường khoảng 12km. Nhưng hơn 4 tháng nay, chị Hoàng Anh chọn đường sắt Cát Linh Hà Đông, vừa tránh được ùn tắc vừa rút ngắn thời gian, chỉ còn mất khoảng 45 phút. Việc bắt xe buýt tại các nhà ga khá thuận tiện với hơn 50 tuyến xe buýt kết nối dọc tuyến. Mặc dù đang ngày càng đông khách, nhưng chất lượng dịch vụ của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn khiến nhiều người dân chưa hài lòng. Cụ thể là dịch vụ gửi xe tại các ga tàu chưa thuận tiện, hành khách vẫn khó tìm chỗ gửi xe, hoặc phải gửi ở một số bãi trong giữ xe tự phát với giá cao gấp đôi, gấp ba quy định. Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Đức cho biết, theo công suất thiết kế, tàu có thể vận chuyển 217.000 hành khách một ngày đêm, tương đương khoảng 80 triệu hành khách một năm.
đáp ứng 55% đến 60% lưu lượng hành khách đi lại trên tuyến. Tuy nhiên, hiện tuyến đường sắt này mới chỉ đạt khoảng 10 đến 12 triệu hành khách một năm. Do đó, thành phố Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị đang và sắp được triển khai. Việc đưa vào khai thác đồng bộ hạ tầng nhiều tuyến đường sắt liên thông sẽ giúp thành phố Hà Nội đạt được mục tiêu giảm ùn tắc đô thị. Ngày 17 tháng 5, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triển khai thành công chuyển đổi số quy trình đăng ký hành nghề của các cơ sở khám chữa bệnh. Người hành nghề và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố sẽ dễ dàng đăng ký hành nghề hoặc đăng ký cập nhật thông tin hành nghề theo một trong bốn quy trình trên môi trường điện tử. Dữ liệu về hành nghề khám chữa bệnh được công khai minh bạch trên cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ thông tin medinet.org.vn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh khi có thay đổi thông tin liên quan đến giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc thay đổi liên quan đến nhân sự hành nghề của chính cơ sở thì cập nhật ngay các thông tin thay đổi bằng hình thức trực tuyến mà không cần gửi hồ sơ giấy về Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xem xét như trước đây.